Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi phần điểm một số tin tức thời sự đáng chú ý trong ngày của Ban Truyền hình Đối ngoại. Thưa quý vị, vào sáng nay 14 tháng 1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động chương trình Không còn nạn đói. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh sự phát triển nhanh của nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực đã giúp cho Việt Nam đứng vững qua những cuộc khủng hoảng kinh tế của khu vực và thế giới. Quan trọng nhất là đảm bảo được an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và đời sống người dân ngày càng được cải thiện tốt hơn. Việc Việt Nam tham gia sáng kiến không còn nạn đói không chỉ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động của Liên Hợp Quốc mà còn là để đáp ứng các yêu cầu thực tế của Việt Nam. Tham gia sáng kiến không còn nạn đói sẽ giúp cho Việt Nam làm tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh, vùng dân tộc thiểu số và nhóm dễ bị tổn thương. Cục Quản lý Cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban châu Âu EC đã có kết luận chấm dứt vụ kiện chống trợ cấp đối với sản phẩm sợi PSF nhập khẩu từ Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Theo đó, sau khi tính toán, EC xác định biên độ trợ cấp của Việt Nam là 1,25%. Việc EC kết luận rằng biên độ trợ cấp của Việt Nam không đáng kể và chấm dứt điều tra là kết quả tích cực và thành công đối với chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là vụ kiện chống trợ cấp đầu tiên của EC với Việt Nam. Các quận huyện của Hà Nội đã di rời được 146 sư tử ngoại lai ra khỏi các di tích trên địa bàn thành phố, thông tin từ lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, việc di rời sư tử ngoại lai ra khỏi các di tích còn nhiều khó khăn bởi nhiều yếu tố do người dân chưa thấu hiểu về vật cúng tiến hay ngay cả một số cán bộ văn hóa cũng chưa nắm được chính xác sự khác biệt giữa linh vật ngoại lai và thuần Việt. Bản thân người cúng tiến và nơi tiếp nhận còn cho rằng đó là vấn đề tâm linh nên còn chần chừ, rồi kinh phí để di rời và cụ thể là chi phí thuê cẩu nhân lực bốc vác cũng chưa có sự chỉ đạo thống nhất. Chuyển sang một số tin tức quốc tế, hơn 96.000 tỷ yên là dự thảo ngân sách cao kỷ lục mà nội các Nhật Bản đã thông qua trong ngày hôm nay. Trong đó thì thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho năm tài khoá 2015 được chi hơn 810 tỷ đô la Mỹ. Chi tiêu quốc phòng sẽ tăng 2% so với năm 2014, lên mức cao kỷ lục là 42 tỷ đô la Mỹ. Trong tổng ngân sách tài khoá 2015, gần 23.500 tỷ yên sẽ được dùng để thanh toán nợ công. Dự thảo ngân sách trên sẽ được trình Hạ viện xem xét thông qua trong phiên họp vào cuối tháng này. Nội các đã thông qua kế hoạch cải cách thuế khóa trong năm 2015, theo đó cắt giảm thuế công ty nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm qua đã tới Geneva, Thụy Sĩ, chuẩn bị có cuộc gặp với người đồng cấp Iran thảo luận về chương trình hạt nhân của nước này. Hai bên sẽ thảo luận cách thức đẩy nhanh tiến trình đàm phán hạt nhân để đạt được một thỏa thuận khung vào tháng 3, vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran với 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức sẽ diễn ra vào ngày mai tại Geneva, Thụy Sĩ. Sau thất bại của vòng đàm phán hạt nhân diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái tại Viên Áo, các bên đã nhất trí cố gắng đạt được một thỏa thuận khung vào tháng 3 năm nay và đạt được một thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng 7 tới. Hãng thời trang Uniqlo của Nhật Bản hiện đang vấp phải sự chỉ trích dữ dội trước những cáo buộc đã sử dụng các sản phẩm của các nhà máy bóc lột lao động và không đủ tiêu chuẩn an toàn tại Trung Quốc. Nhóm hoạt động nhân quyền tại Hồng Kông cho biết các nhà cung cấp của Uniqlo tại Trung Quốc đã để nhân viên của mình làm việc trong các nhà máy có hệ thống thông gió và xử lý nước thải không đảm bảo. Đồng thời, họ đã bắt các lao động làm việc nhiều giờ đồng hồ nhưng chỉ được trả mức lương rất thấp. Trước những cáo buộc này, đại diện của Uniqlo cho biết hãng ghi nhận những thông tin mà nhóm hoạt động nhân quyền cung cấp và sẽ mở một cuộc điều tra để tìm hiểu rõ tình hình. Phần điểm các tin tức thời sự đáng chú ý xin được tạm dừng tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.